đùa các kiểu đi. Đấy. 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 Đánh nhau đi. Này. Đuổi nhau đi, đuổi nhau đi, đuổi nhau đi nha. Hôm nay coi như là ngày đẹp trời nhá. Các gái xinh, các gái xinh họ Vũ đi ra tắm biển Cát Bà nhá. Đấy. Cười tươi. Đấy. Biển Cát Bà hôm nay thời tiết rất là đẹp. Trong là trời xanh nắng vừa vừa rất là đẹp nhá. Đấy. Cát Bà đây. Đấy. Đấy, biển Cát Bà hôm nay rất là thời tiết rất là đẹp, nắng vừa vừa, không nắng. Đấy. Giờ này coi như là chị em vừa mới ăn buffet xong. Vừa mới ăn buffet xong, bây giờ chị em đi tắm biển đây. Đấy. Toàn các gái xinh của họ Vũ đây này. Đấy. Đây. Bắt đầu nhá. Đây là chị gái cả này, chị cả đây này. Chị cả của họ Vũ đây. Chị cả nhá, xong đến là cô này là cô ba này. Đấy. Đây là cô hai này, cô hai này. Còn đây là cô Út này. Đấy. Cô Út đây, của họ Vũ đây. Toàn các gái xinh đây, hôm nay đi tắm biển. Nào. Ra ngoài nhảy sóng đi. Rồi sao lại cứ phải sợ thế nhỉ? Ừ. Cái hội này Hào ơi, vào lôi bà Thủy ra mẹ dìm cho ướt đầu đi. Này, càng sợ bà càng kể lôi ra. Ai cầm mấy ảnh đi, tôi ra tôi lôi cho mẹ ra dìm cho. Dìm cho ướt đầu thì thôi thì bảo đảm ra. Ôi giời. Rồi, sóng nước này. Thôi nhá. Chị em tắm tự nhiên đi nhá. Chị em tắm tự nhiên.